Đường Cao Thắng tọa lạc tại quận 3 Sài Gòn là một con đường sầm uất nối liền với các khu vực trung tâm của đô thị này. Cung đường với hàng cây xanh cổ thụ tỏa bóng mát tạo nên vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa náo nhiệt của những con đường trăm năm tuổi giữa lòng trung tâm Sài Gòn. Hiện diện nơi đây san sát là những cửa hàng thời trang, quán ăn và các điểm mua sắm, tạo nên không khí sôi động và đa màu sắc của Sài Gòn năng động. Không những thế, những tòa nhà cao tầng, văn phòng, xen kẽ là những ngôi nhà cổ trên cung đường này tạo nên một bức tranh đô thị hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Bất động sản được chào bán hôm nay tọa lạc giữa cung đường Cao Thắng sầm uất với giá bán 140 tỷ, diện tích đất được công nhận trên sổ là 220m², nhưng diện tích đất thực tế sử dụng là 240m², với chiều ngang là 15m và chiều dài là 16m, kết cấu 1 tầng lầu, khu vực được phép xây dựng 8 tầng lầu và 1 tầng hầm, hiện đang được thuê với giá là 300 triệu đồng một tháng. Tính chất pháp lý của bất động sản là sổ hồng cá nhân nên có thể mua bán và sang tên ngay lập tức. Vị trí bất động sản tọa lạc được xem là nơi đắc địa nhất của cung đường Cao Thắng, nằm giữa giao lộ với đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Điện Biên Phủ. Tô thêm nét sang trọng và đẳng cấp của bất động sản này là showroom của hãng xe hơi đình đám của Hoa Kỳ Ford nằm đối diện, cùng tòa nhà ngân hàng và trường mầm non liền kề đó. Và vị trí này cũng chỉ cách trường đại học Hoa Sen đúng 100m. Cao Thắng là một trong những con đường nổi bật và sầm uất của quận 3, được biết đến với sự đa dạng về hoạt động kinh doanh và văn hóa. Con đường này mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm đô thị độc đáo. Dọc theo hai bên đường là những cửa hàng thời trang nổi tiếng, quán cà phê sáng tạo và những quán ăn đa dạng, từ ẩm thực địa phương cho đến món ăn quốc tế. Lề đường được trang trí bằng những dải hoa và cây xanh, tạo nên không gian thoáng đãng và thân thiện. Kiến trúc của đường Cao Thắng phản ánh sự kết hợp giữa các tòa nhà hiện đại cao tầng với những ngôi nhà cổ kính, tạo nên một bức tranh độc đáo và hấp dẫn. Những cửa hàng nhỏ, góc nhỏ trưng bày nghệ thuật và đồ handmade thêm phần sôi nổi cho không khí đường phố. Vào buổi tối, ánh đèn lung linh trải dài làm nổi bật vẻ đẹp của những đường phố và thu hút nhiều người đến thưởng thức cuộc sống về đêm tại quận 3. Đường Cao Thắng không chỉ là nơi mua sắm và ẩm thực mà còn là không gian lý tưởng để tận hưởng sự pha trộn với sự hiện đại và truyền thống trong lòng thành phố năng động này. Một lần nữa, chúng ta cùng nhìn lại bất động sản đang được chào bán hôm nay nằm ngay mặt tiền đường Cao Thắng với diện tích đất được công nhận là 220m², diện tích đất sử dụng thực tế là 240m², với chiều ngang mặt trước là 15m và chiều dài 16m, kết cấu 1 tầng lầu, diện tích sàn sử dụng lên tới 400m², đang được cho thuê với giá là 300 triệu đồng trên một tháng. Hiện tại bất động sản này đang được chào bán vào thời điểm tháng 11 năm 2023 là 140 tỷ đồng. Với dòng tiền khá cao có sẵn từ cho thuê mang lại, hoặc đơn giản anh chị muốn sở hữu vị trí bất động sản này để chính tay cho ra đời một tòa nhà lộng lẫy sừng sững lên tới 8 tầng lầu ngay giữa lòng quận 3. Tất cả đều là sự lựa chọn tối ưu và cơ hội này chỉ xuất hiện một vài lần trong đời. Quý anh chị hãy nhanh tay kết nối với Tuấn Cao Villa 0909 756 888 để cùng đồng hành, chia sẻ và kết nối bất động sản này đến với anh chị. Anh chị vui lòng đăng ký kênh đã là người đầu tiên được liên tục cập nhật về các bất động sản cao cấp tại Sài Gòn. Tuấn Cao Villa cam kết mang đến thông tin nhanh chóng, trung thực và chính xác. Tuấn Cao Villa, bất động sản cao cấp Sài Gòn.